Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Quân Ô Tô. Hiện tại thì em Quân đang ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và có đến thăm một cơ sở mua bán ô tô của Auto Duy Tình. Đây, anh em nhìn đây. Đấy, Minh Khai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thì hiện tại thì em có lên đây tham khảo một số cái mẫu xe bán tải của anh Tình và chuẩn bị tới đây thì sẽ cố gắng đón lấy một hai em về để bày ở Salon Đức Bán Tải, có địa chỉ tại ngã ba đường mới Phùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thì nhân tiện đây thì có anh Tình có ba cái chiếc xe bán tải, có ba chiếc xe bán tải và có hai chiếc xe con, thì em sẽ giới thiệu nhờ anh Tình giới thiệu qua những cái con xe mà hiện có ở đây. Đây là anh Duy Auto Duy Tình. Anh Tình chào khán giả cái nhỉ. Xin chào bà con nhá. Anh giới thiệu chiếc Lavala nhỉ, mới tinh, chạy 10 vạn xịn, 2017, số tự động, xe là một chủ, đẹp xuất sắc nhá. Đây, keo chỉ zin này, anh chị em quan tâm này. Đấy, số tự động nguyên hết, xe đẹp, xe rất là đẹp. Trần đằng trước này, đằng sau này. Ui, không có người ngồi mấy đâu nhá. Chủ đi giữ gìn lắm, chủ lốp mới cả dàn, vừa mới thay 4 quả. Xe rất là đẹp, đây. Không một tí chở gì đến xước xác nhá. Đấy, nhà chở hàng nhẹ. Cái này lắp cả chế độ tự động đóng cửa này. Zin hết xe, quay bên này. Gầm bệ thì sáng quắc nhá. Không một tí vào một để Lào Cai nhá. Đấy, xe rất là đẹp. Xe cực là đẹp. Kệ nhiều vụ điện thoại kệ. Tổng thể một chiếc xe nhé, 27 số tự động, zin cả xe đẹp xuất sắc, sàn thùng này, với này, gốc Lào Cai một chủ này, này. Nhìn tâm lý đơn nạc, đằng sau gần như không có người ngồi nhé, xe rất là đẹp, đấy, bên phụ à, mới, à, chủ không đi đến, xe rất là đẹp, chi tiết, đây này, vừa về chưa dọn rửa gì đâu nhé, vừa về quảng cáo cho anh em xem. Anh mở cái cabo để em quay vào máy cho anh em xem. Nói chung đây một chiếc xe theo đánh giá của em thì chất lượng của nó còn khá là ổn anh ạ, khá ổn. Xe chạy 11 vạn, xe mang nước sơn màu xanh tím than, xe còn rất là chất. Bây giờ sẽ quay đến phần khoang động cơ. Đây chuồng kệ, đấy xe rất là đẹp nhá. Động cơ mới, zin từng con ốc. Chưa rửa khoang máy thì nào. Xe đẹp, xe rất là đẹp, chi tiết này. Theo con mắt của em thì ốc ác và khoang máy nó khá là sạch sẽ anh ạ, khá xe sạch đẹp. Sẽ và ốc nó rất là sáng và nó còn zin. Từ cái ốc capo em thấy cũng zin này, đến cái thân ốc tai này cũng rất là zin anh ạ. Xe ít đấy, đi đấy. Xe ít đi đấy, rất là ít vạn này. Rồi, toàn bộ hệ thống ốc xương tai đầu rằng anh em thấy zin nguyên bản hết 100%. Xe đợt này anh Tình làm xe khá là ổn. Xe đẹp. Mới tinh luôn. Đẹp lắm anh ạ, nói chung con này là chất đấy. Em thì chưa chạy thử đâu. Nhưng mà với cái khoang động cơ và với cái chất xe như thế này em thấy là tương đối ổn. Quay con Hilux này. Rồi tiếp tục là chiếc Toyota Hilux 2021, 21 số tự động một cầu phiên bản E. Vừa về nhá. Vừa mua tư nhân một chủ từ đầu anh. Xe đẹp này. Con này vừa về. Giá loanh quanh 700 nhé, gần 700 tí. 700 triệu. Là anh em sở hữu ngay chiếc Toyota Hilux này. Này. Độ hết. Độ thanh da thanh thể thao. Thanh thể thao sò mười mấy triệu à. Chạy nhiều chưa nhỉ? Con này chạy không, con này chạy có ấy thôi. Mấy vạn thôi. Vạn 9. Con này 1 vạn 9, 1 vạn 9 thôi. Đẹp thế nhỉ, mới đấy. Vạn 9, mới tinh luôn. Xe lốp theo xe chắc còn dày. Cứ động đạm này. Cô bác nào mà yêu Toyota Hilux thì đến ngay đây này. 2021, một cầu. Cả lăng anh để lại cho em con này, em về em bán em kiếm tí. Được, ok ok, cứ xem kỹ nhá, quay kỹ. Đẹp thế, mới nhỉ? Đẹp. Chân này mới tinh anh ạ. Mới tinh luôn, 1 vạn 9 ấy, vừa về. Chưa rửa đâu, chưa rửa đâu. Mở. Lốp theo xe là. Lốp theo xe còn nguyên. Úi dồi ôi, lốp theo xe dày lắm nhỉ. 2021 còn nguyên hết, xe rất là đẹp. Bốn quả còn nguyên hết à?
Đấy. Xưa cua hạ chưa anh? Chưa. Xưa cua chưa hạ. Chưa. Bốn quả lốp rất là mới anh em nhé. Lốp theo xe. Theo xe còn đẹp. Xe zin hết. Đây bật đi, bật cabo. Bật rồi. Anh bật cabo đi. Đấy, quay bu lăng cần số này. Em quay tất cả khán giả. Rất là đẹp nhá. Ghế này gần như không ngồi đến, đi có hơn vạn. Cảm ơn em lấy con này về em bán. Ok. Được, kỷ niệm nên nào, các anh kỷ niệm cho anh em. Nãy tình cảm nhá. Ok, đây nhìn này. Đấy, chủ này còn sơn hay sao ấy. Không, cái hộp đẹp. Vừa mua về đã dọn dẹp đi đâu. Chắc chưa? Rửa qua nước nã rồi. Em chưa, gầm. Gầm thì mới tinh rồi. Hơi có tí đất bẩn tí thôi chứ được gầm đẹp đó anh ạ. Gầm sạch sẽ. Mới tinh luôn nhá. Xem nước xưa cua này. Đấy. Wow. Sẽ không chở cái gì à? Không chở gì đâu. Kia làm tem à anh? Không, những cái này tem. Người ta đi làm nghề. Nghề tem. Sàn chưa hết năn một cái gì nhá. Đấy. Nốc xưa cua. Xưa cua xem nào. 221. Xưa cua zin chưa hạ anh ạ. 221, bản 221. Nhà rất là đẹp. Thế này về nhà em nói bóng được anh ạ. Đây thấy nó bẩn lắm. Xe đẹp lắm. Đấy. Quay tổng thể thanh thản. Anh cho em xem khoang động cơ tí. À, đây xem động cơ này. Cứ. Vừa bật cabo rồi. Cái body này là body lên chứ con bản một cầu nó có cái này đâu. Bản một cầu. Đấy là máy sáng này chưa rửa là sáng sạch này kìa. Chưa đâu. Đẹp. Thì máy mới có hơn vạn. Wow. Để kỷ cho anh em 7 đồng, lọc cho anh em 2 triệu đi được. Yeah. Đấy, xe đẹp. Ui, bình tĩnh nhá. Ui, zin nhờ. Đấy. Ai về phải rửa qua. Ui, rửa qua chứ đi. Vừa động chậm. Cả bồ zin hết, chưa làm gì đâu. Đấy. Được đấy. Xe rất là chất nhá. Đấy. Tổng thể cho anh em qua loa một tí cho xúc động, và xong đến một con Kia. Đây. À, yeah. Xong có bán tải là Hinux nữa. Còn Hinux này. Ân Hinux 214, số sàn 2 cầu. Đấy, số sàn 2 cầu. Số sàn 2 cầu. Số sàn 2 cầu. Xe rất là đẹp nhá. Số sàn 2 cầu. Số sàn 2 cầu 2014 này. 2014 này giá bán bao tiền anh? Gần 500 triệu. Gần 500. Xe đẹp. Xe đẹp nhá. Vô lăng thấy còn tươi phết này. Đúng rồi, xe đẹp lắm. Hai cầu số sàn, con này là 3.0. 3.0 phút nhất màn 2014. Lên Android, cam nùi, cam hành trình chắc đủ cả rồi. Đủ, hai, có hai cam á. Hai cam hành trình luôn. Hai cam hành trình. Trần nỉ nguyên bản theo xe, ghế nội thất bọc da. Xe rất là chất nhá. Có va đâm gì vào đâu không? Không, xe đẹp. Vào trách hãng. Vào trách hết, nó mới gầm thanh, hơi chặt. Rửa qua đi cho sạch để bẩn thế. Ôi dồi, thời gian đâu bẩn lắm, cho về. Đấy, mua cối đi còn chưa cắt. Cho anh em lốp xem. Lốp dép còn khoảng, lốp này chắc chạy khoảng 2 vạn. Xe đẹp, đóng cửa zin. Đây, bật máy số zin. Đây, bật cabo này xem. Đấy, chưa rửa gì đâu. Xe chưa một tí rửa nào. Đấy, xe rất là đẹp. Kéo vào ô tô. Máy số zin nhá. Xe rất là đẹp. Đấy. Máy số zin à? Máy số zin. À, cơm sáng ấy. Chưa 24 phút chót của 2014. Thế là 24. Ừ, 24, xe đẹp. Đấy, chưa rửa, chưa hao nước chạy suốt. Dòng này nó bền nó. Nó bền, tô ta hai lắm, nó bền. Bẩn quá anh phải vệ sinh đi. Ôi giời, bẩn quá thì không có thời gian. Đây là nguyên bản nhá. Nguyên bản hết. Đấy, xem. Ok. Đây, cắm tạ. Đây từ bên này, sau xem bên phụ. Đây. Rất là đẹp luôn. Vạch nỉ với kia vẫn zin. Nỉ nguyên zin hết. Xe. Bác nào yêu Toyota Hilux hồi đồng cuối đá thì hiện tại đã có hai con. Khả năng này em sẽ lấy một con 21 kia đây, để em bán. Đẹp nhá, bọn anh em. Zin hết cả xe. Đây, sau này. Đấy, quảng cáo cho bà con xem nhá. Chưa làm gì đâu, lốp bánh mộc luôn nhá. Ừ, chưa đây, thấp thùng thấp. Ba tấm thành là sao nhá. Rồi, ok. À, được anh ấy. Có khách hỏi xe luôn. Vâng, em. Dạ vâng nhá, chị anh vào uống nước anh. Dạ vâng, em trong một chiếc này. À đây bác đấy, chủ bán Navara đây. Chủ xe mà cái tiếc lắm. Chủ xe đây này, đấy thấy không? Không, bác một xe mới. Anh ơi, anh còn bán cái gì nữa không? Đây, còn bán. Đấy, hai chìa nhá.
anh vào nước, em đang làm cái chương trình video của các xe. Anh vào nước anh. Vâng, xe rất là đẹp. Phải sang con kia chứ hả? Đây, bây giờ sang con Kia này. Được. Yeah. Kia. Kia Morning. Kia Morning. Con này đời bao nhiêu anh ơi? Đời 26 vừa về, chưa kịp rửa cũng vừa về xong. 26 đây. Toàn bán thợ đây, chả chịu sửa xe gì cả, bẩn thế. Đã rửa thì bận lắm. Đây, quay nội thất đi, quay nội thất. Đây, xem là xe chưa rửa đấy đâu, vừa bản về cho anh em dọn. Xe rất là đẹp nhá. Máy số zin, vẻ đẹp. Chân máy này thì zin rồi. Zin hết rồi. Cái phần này có da đấy. Không, mặt dàn cò không ạ. 26 thì cháy nào được. Nó da xe, này, xe đẹp. Nó vệ sinh. Xây rồi. Đấy. Xe rất là đẹp nhá. Xe rất là chất. Đấy. Cao chỉ zin nhá. Zin hết. Đấy. Bây giờ quay nội thất. Con này bác nào đi công trình thì ngon thì bao tiền đấy? 198 triệu. Taxi 198 triệu. 198 triệu số sàn. Số sàn. Số sàn Kia. Có taxi không anh? Không. Xe gia đình à? Xe gia đình. Có màn hình này, có cam hành trình rồi anh ạ, màn hình to ấy. Rồi bác nào mua về chạy dịch vụ con này thì nhất rồi. Đúng rồi. Giá cũng hợp lý ấy, 198 triệu thôi. Đây hàng sau này. Zin hết. Không zin hết, xe đẹp. Keo chỉ zin nhá. Mác zin hết. Đấy, anh em nhìn đẹp không? Đẹp. Quay rồi. Bên này. Quay cho anh em xem. Nói chung là chưa dọn mà nó nội thất hai màu sạch sẽ này đẹp. Hai màu. Xe chưa dọn đẹp gì đâu. Đấy. Rồi. 198 triệu anh em nhé. 198 triệu. Anh em cứ liên hệ với Auto Duy Tình. 163 Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại kia anh em ơi. Để cho quay con kia đi. Để cho vợ ra đón cu. À vâng. Đây là con này đời bao nhiêu ấy? 22. Cửa sổ lock đầy đủ. Có Porte anh nhỉ? Bạn đủ à? Cửa sổ lock đầy đủ ấy. Xe đẹp. Kia Porte sản xuất năm 2012. Bạn đủ. Wow. Độ đèn bi xi lông rồi anh ạ. Con này bẩn thế, ông này xe nào cũng bẩn anh ạ. Cửa sổ có cửa sổ lock anh em nhé, bản đủ màu trắng, xe biển Lào Cai. Xem nào bên trong có cái gì hay không. Nội thất sạch đẹp anh ạ. Điều hòa auto có màn hình rồi anh em nhé, có màn hình. Củ số đấm nha anh em nhé, có gửi số vô lăng này. Có gửi số vô lăng này. Chân nỉ nguyên bản theo xe, có cửa lóc này. Ui ghế đẹp thế, sạch sẽ thật. Ồ, đúng là xe mộc anh ạ. Quay toàn xe mộc này khéo anh em mới lại thấy vui, xe đẹp phết. Đấy, anh Tình quay lại giới thiệu cái con này nó không đúng chân, không biết giới thiệu cái gì đâu. Giới thiệu á, con Kia Forte 2012, bản đủ, cửa sổ lock đầy đủ. Cửa sổ lock kia rồi, có gửi số vô lăng. Có gửi số vô lăng, bản đủ mà, bản 22, bản đủ, chức năng đầy đủ nhá. Ghế dài, ghế còn nguyên hết tao. Ra. Còn ra hết, còn nỉ nguyên. Xe đẹp xuất sắc nhé, một chủ Lào Cai. Xe rất là đẹp, keo chỉ zin này. Đấy. Xe này vừa về được khoảng một tiếng. Đây. Đây là... Lúc xe còn đẹp hết. Ồ, nốt còn đẹp. Đây đằng sau này, què đấy. Ôi, ghế đẹp rồi, ghế con này căng không bị nhỏ. Chưa kịp sửa. Có nhiều đâu. Con ghế nó toát rồi, con này ghế đẹp. Con này vừa về được đúng một tiếng. Đúng một tiếng. Đấy, một tiếng. Lại tổng thể sau này 22 mà nó đẹp như này. Xe rất là chất này. Quay sau này chị. Em về Hạ Long chắc em chỉ làm mấy con như anh này thôi. Đấy, rất là nhiều việc lắm này. Cái vô lăng này là người ta khâu thêm nó bọc vào. Con này đẹp lắm, con này người ta khâu thêm cho nó trang trí cho đẹp thật thao. Trông đẹp. À, đẹp. Thẻ bao vạn, 10 vạn. Con này chạy 10 vạn xịn, xe Lào Cai, keo chỉ zin. Xem khoang máy nó tí. Đây.
Bao lỗi. Xe đẹp nhé. Này, máy chưa rửa nguyên zin. Chưa không, rửa đó. Không một lỗ nhỏ nào, xe đẹp. Sáng giờ 2. Sáng lắm. 22. Hai con này ốc dàn cò cũng ra rồi sao? Không, cái này đầu tí đầu dàn cò nó còn máy xô zin nhá. Máy zin rồi đúng không? Máy zin xe đẹp nhá. 22 cao bố nguyên zin. Ốc dàn cò không tránh đâu. Tránh được. Thời gian sau nó chạy 9-15 rồi, không tránh được. Chân máy vẫn zin. Zin hết mà. Xe này đẹp lắm. Ốc cổ xả zin đét anh em. Xe chất. Được đấy. Máy zin. Xe đẹp. Đấy, quảng cáo cho anh em một tí. Tổng thể một chiếc xe 22. Ông ạ. Một chiếc 22 sẽ rất là đẹp. Xe đây nhỉ. Trông sạch sẽ. Không 22 hiếm tìm con nào được như này, cửa 6 lốc bản đủ. Đây vừa về là một tiếng chưa kịp rửa. Đơn giản nhá. Ok, xin cảm ơn anh Tình nhá. Vâng, vừa rồi thì anh Tình cùng với anh Quân Ô Tô đã giới thiệu một loạt những cái mẫu xe hiện đang bày bán tại Auto Duy Tình, có địa chỉ tại 163 Minh Khai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại của anh Tình đang ở trên biển số đây, điện thoại 0976775552, 0823221282. Và các bác liên hệ với Auto Duy Tình tại thành phố Lào Cai để biết thêm chi tiết kỹ hơn. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video gần nhất.